Xin chào các bạn. Trong số 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước ta hiện nay, có nhiều dân tộc đã hình thành từ rất lâu đời và được coi là người bản địa. Bên cạnh đó thì cũng có những dân tộc di cư từ nơi khác đến, thậm chí từ rất sớm. Một trong số đó là đồng bào dân tộc Hoa. Người Hoa hay người Hán là một dân tộc có nguồn gốc từ Trung Quốc, được xếp vào nhóm ngôn ngữ Hán và được công nhận là một trong 54 dân tộc của Việt Nam. Các tên gọi khác của họ là người Minh, người Trung Hoa, người Bắc, người Thanh, khách nhân, vân vân. Thông thường, người Hoa ở Việt Nam được gọi là người Việt gốc Hoa để tránh trường hợp gây tranh cãi về thuật ngữ và thái độ kỳ thị, đồng thời không bao gồm người Hoa có quốc tịch Trung Quốc đang sống ở Việt Nam. Theo thống kê của Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, người Hoa ở Việt Nam có 823.071 nhân khẩu, chiếm 0,78% dân số Việt Nam và đứng thứ 9 trong số những dân tộc đông nhất. Họ cư trú chủ yếu tại phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, vân vân. Một số ít hơn thì phân bố ở Quảng Ninh, Bắc Giang và các tỉnh biên giới phía Bắc. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa dân số. Mặc dù đã có mặt từ rất sớm trên giải đất hình chữ S và nhiều người Hoa có những hoạt động đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước, nhưng rất nhiều người Việt nói chung và kể cả bản thân người Hoa vẫn còn chưa hiểu rõ về sự có mặt của người Hoa tại Việt Nam. Vậy thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về nguồn gốc của đồng bào dân tộc Hoa đang cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam nha. Lưu ý rằng, ngôn từ 5 phút thôi sử dụng trong video này không nhằm mục đích kỳ thị hay phân biệt đối xử, mà để cho các bạn dễ hình dung hơn trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Quá trình di cư của người Hoa vào Việt Nam. Người Hoa đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu đời, vì Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có chung một biên giới và có mối quan hệ về lịch sử, văn hóa. Nhìn chung thì người Hoa đến Việt Nam trong nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau và vì nhiều lý do khác nhau, nhưng có thể chia thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1. Người Hoa bắt đầu di cư vào Việt Nam, cụ thể là tại khu vực đồng bằng sông Hồng từ trước Công Nguyên, sớm hơn các nước Đông Nam Á khác. Suốt thời kỳ Bắc thuộc, người Hoa liên tục di cư đến khu vực này, bao gồm nhiều thành phần như quan lại, tướng lĩnh, binh sĩ và gia đình của họ. Một số ở lại hòa nhập với cư dân bản địa và sau này họ nổi lên như những gia tộc Hán Việt đầy quyền lực. Khi nhà Hán sụp đổ, nhiều người Hoa có thế lực đã chuyển xuống Bắc Bộ nhằm tránh xa thời kỳ hỗn loạn lúc bấy giờ. Các quan lại người Hoa tiếp tục đến đây trong thời kỳ nhà Tùy và nhà Đường. Ngoài quan chức thì còn có nhóm thương nhân, thợ thủ công và thường dân cũng tìm đến nước ta. Theo một số nguồn thì vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, người Hoa tại Bắc Bộ tối đa có thể chiếm tới 20% dân số, nhưng về sau họ dần bị đồng hóa vào xã hội Việt. Vì trong những năm đó, họ chỉ là những cá nhân lẻ tẻ định cư ở vùng đất mới, chứ chưa tụ thành một lực lượng kinh tế xã hội đáng kể. Cùng với đó là do cơ sở kinh tế của họ còn yếu, số phụ nữ trong các đoàn di cư còn ít, nên quan hệ hôn nhân cũng chưa đủ điều kiện để thực hiện trong từng nhóm người Hoa riêng biệt. Vì vậy họ dễ bị hòa tan trong cộng đồng dân cư bản địa. Giai đoạn 2. Vào thế kỷ 17, khi nhà Minh sụp đổ, nhiều đợt di dân tập thể của người Hoa xuống khu vực Đông Nam Á, đưa họ đến với Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, vân vân. Nguyên nhân chính của đợt di dân này là bởi đây là giai đoạn mà lịch sử Trung Quốc xảy ra những rối ren và loạn lạc do thay đổi triều đại. Người Hoa mang tư tưởng phản Thanh phục Minh chạy sang các khu vực khác để tránh sự truy sát và bức hại của những thế lực mới lên nắm quyền đất nước. Tại Việt Nam, những người Hoa di cư vào giai đoạn này chủ yếu đến Đàng Trong. Trong số những đợt di dân đó, đã có những người đã được triều đình nước ta trọng dụng như Mạc Cửu, Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch, vân vân. Sau đó những người phụ nữ bản địa đã kết hôn với những người tị nạn này và thế hệ con cháu của họ được gọi là người Minh Hương. Cùng với người Việt, người Minh Hương là một bộ phận người Hoa có công rất lớn trong công cuộc khai phá vùng đất phía Nam. Giai đoạn 3. Đến cuối thế kỷ 19, khi thực dân Pháp xâm lược và biến Nam Kỳ thành một xứ thuộc địa, thì tình hình di dân của người Hoa vẫn tiếp tục phát triển. Bởi tới đầu những năm 1900 thì dân số ở xứ này cũng chỉ vào khoảng 6 triệu người. Do đó họ cần nhiều nhân công để khai hoang và khai thác tài nguyên và chính sách khuyến khích nhập cư đã được thiết lập. Những người Hoa nhập cư được hưởng quyền lợi tự do đi lại và buôn bán trong xứ thuộc địa, được quyền sở hữu mọi thứ của cải cùng với mọi động sản và bất động sản. Với những chính sách này thì chính quyền thực dân Pháp đã thu hút một lượng lớn người nhập cư từ Trung Quốc sang. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ năm 1937 đến năm 1945, đã có một số lượng lớn người Hoa từ các khu vực bị phát xít Nhật chiếm đóng ở Trung Quốc chạy xuống Việt Nam lánh nạn,
Nhưng từ những năm 1949 trở đi thì sự nhập cư của người Hoa lại gần như dừng lại do sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhìn chung, người Hoa di cư vào cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam từ nhiều địa phương bằng nhiều con đường trong những thời gian khác nhau, kéo dài suốt từ thời kỳ Bắc thuộc cho đến những năm 1950. Trong đó, giai đoạn từ thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 19 được xem là thời kỳ mà người Hoa di cư đến Việt Nam có tính chất tập trung và đông đảo nhất. Nói một chút về bối cảnh của nước ta lúc bấy giờ, thì từ cuối thế kỷ 16 trở đi cũng là thời kỳ lịch sử Việt Nam có những biến động, đặc biệt là cục diện Trịnh Nguyễn phân tranh, dẫn đến thời kỳ phân chia hai miền, đàng ngoài do chúa Trịnh cai trị và đàng trong do chúa Nguyễn cai trị. Cả hai thế lực đều nhân danh bảo vệ triều đình nhà Lê đang suy yếu để giành quyền kiểm soát đất nước. Trong thời kỳ phân chia đàng trong, đàng ngoài, thì thái độ mỗi bên đối với hoạt động ngoại thương cũng có khác nhau, đặc biệt là đối với những thương nhân người Hoa. Cụ thể thì đàng ngoài của chúa Trịnh có phần dè dặt và thận trọng đối với hoạt động buôn bán của các thương nhân này, và các chúa Trịnh thường tìm cách để tách người Hoa ra khỏi người Việt. Chẳng hạn như vào năm 1663, chúa Trịnh Tạc đã ra lệnh không cho người Hoa ở lẫn lộn với người Việt. Đến năm 1696, chúa Trịnh Căn lại bắt người Hoa phải theo quốc tục và nghiêm cấm người dân không được mặc y phục theo phong tục và sử dụng ngôn ngữ của họ. Trái ngược với đàng ngoài, chính quyền chúa Nguyễn ở đàng trong lại có thái độ hoàn toàn khác. Họ cho rằng cần phải có buôn bán nếu đàng trong muốn tồn tại lâu dài. Chính vì thế, người Nhật và người Hoa không những được tạo điều kiện thuận lợi cho sinh sống và buôn bán ở đàng trong, mà còn được tham gia vào bộ máy chính quyền ở đây. Có thể nói, sự nhập cư ồ ạt của người Hoa và sự hình thành các cộng đồng của họ như một thực thể dân cư tương đối ổn định trong cơ cấu dân cư, dân tộc Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ 17. Một phần là kết quả của chính sách đón tiếp nồng hậu của chúa Nguyễn và sau đó là triều Nguyễn đối với những di dân người Hoa. Người Hoa không những được phép cư trú vĩnh viễn tại Việt Nam, mà họ còn nhận được rất nhiều ưu đãi từ phía chúa Nguyễn trong giai đoạn từ năm 1592 đến năm 1771 và sau đó là triều đại nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945, như được hưởng quyền công dân như người Việt Nam nếu có nguyện vọng sinh sống lâu dài, không phải làm nghĩa vụ quân dịch và lao động công ích. Đối với những người giỏi nghề buôn bán và giao dịch thì được trao quyền thu thuế, họ còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong lĩnh vực kinh tế. Trong công cuộc thiết lập triều đại nhà Nguyễn, Nguyễn Ánh đã nhận được sự giúp đỡ tích cực từ các thương nhân người Hoa. Do đó, sau khi thống nhất được Giang Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu Gia Long, đã cho cải tổ lại các bang hội người Hoa và cho thành lập 7 bang tại những nơi họ sinh sống, theo lời yêu cầu của nhiều người gốc Hoa có công khác, đó là bang Phúc Kiến, bang Phúc Châu, bang Triều Châu, bang Quảng Châu, bang Quế Châu, bang Lôi Châu và bang Hải Nam. Các bang này được thành lập dựa trên cơ sở đồng hương, đồng phương ngữ nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn tính mạng và của cải vật chất của người Hoa di cư trên đất khách quê người. Mặt khác, thông qua các bang, nhà Nguyễn có thể quản lý việc làm ăn, sinh hoạt và đi lại của người Hoa một cách dễ dàng hơn. Vai trò của người Hoa trong việc hình thành và phát triển các đô thị sầm uất lúc bấy giờ. Trải qua bao biến cố lịch sử, lúc thăng, lúc trầm, trong suốt quá trình di cư và định cư, cộng đồng người Hoa đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc khai khẩn, đặc biệt là việc hình thành nên những trung tâm buôn bán và những đô thị sầm uất ở nơi họ sinh sống, đặt cơ sở cho kinh tế hàng hóa phát triển về sau của nước ta. Trước hết là nói đến các đô thị thương mại ở đàng ngoài. Cuối thế kỷ 17, người Hoa đã có mặt và cư trú tại Thăng Long và các vùng phụ cận với số lượng lớn. Lúc bấy giờ, Thăng Long, Kẻ Chợ và Phố Hiến là những đô thị lớn, sầm uất với những khu dân cư đông đúc và phố phường buôn bán, sản xuất thủ công nghiệp hết sức sôi động. Tại Thăng Long Kẻ Chợ, nay là Hà Nội, vốn là nơi tập trung hàng hóa từ các miền, phục vụ cho các tầng lớp quan lại và người dân kinh thành. Đợt di cư lớn nhất của người Hoa vào Thăng Long là vào thế kỷ 17. Đây là hệ quả của sự thay đổi triều đại khi nhà Thanh lên thay nhà Minh. Trong giai đoạn thế kỷ 17-18 và muộn nhất là đầu thế kỷ 19, người Hoa tại Thăng Long Kẻ Chợ sống tập trung tại một số phố phường. Họ lập thành các bang như bang Quảng Đông ở phố Hàng Buồm, Hàng Ngang hay bang Phúc Kiến ở phố Lãn Ông, v.v. Tại những nơi người Hoa sinh sống đã hình thành nên các tiểu điếm trà đình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Hoa Kiều, mà phố Hàng Buồm là một ví dụ tiêu biểu. Tuy nhiên, do chính sách của các chúa Trịnh lúc bấy giờ, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ sự đi lại của các thương nhân nước ngoài và hạn chế hoạt động của họ tại khu vực Thăng Long, vô hình chung các chúa Trịnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Hoa cư trú ngày càng đông ở phố Hiến, nay là phía nam thành phố Hưng Yên. Có thể nói, lúc bấy giờ tại đàng ngoài, ngoài kinh đô Thăng Long Kẻ Chợ phồn vinh thì phố Hiến chính là đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ hai.
Chính vì vậy mà dân gian cũng có câu thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến để nói về sự sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất của phố Hiến. Ngoài ra, trên văn bia chùa Thiên Ứng, dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7, tức năm 1625, đời vua Lê Thần Tông, cũng đã ghi phố Hiến nổi tiếng trong bốn phương là một tiểu Tráng An, tức là một kinh đô thu nhỏ. Khi đó, vị trí của phố Hiến có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các tuyến giao thông đường thủy thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Do điều kiện tự nhiên lý tưởng nên phố Hiến là nơi tập trung các luồng hàng quốc nội và quốc ngoại, đồng thời nó luôn tấp nập thuyền bè qua lại, giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó, phố Hiến còn cho thấy diện mạo của một đô thị kinh tế cùng với bến cảng sông là các khu chợ khá sầm uất với hai thương điểm phương Tây của Hà Lan và Anh. Vào thế kỷ 17, nhiều người Hoa không theo nhà Thanh nên quyết định bỏ sang nước ta và chọn sinh sống ở phố Hiến, khiến cho nơi đây càng thêm nhộn nhịp. Bên cạnh cộng đồng người Việt thì người Hoa chính là cộng đồng đông dân thứ hai ở đây. Trước đó, các thương nhân người Hoa chỉ sống ở làng Hoa Dương, nhưng trong thời kỳ này đã mở rộng ra thêm Hoa Điền và Hoa Cái, hợp thành Tam Hoa. Sang đầu thế kỷ 18, sau những lần vỡ đê và sự bồi đắp của sông Hồng đã khiến cho phố Hiến ngày càng xa sông Hồng hơn theo thời gian và không còn đường thủy thuận tiện như trước. Khi việc buôn bán giữa phương Tây và phố Hiến sa sút thì người Hoa vẫn trụ lại và gần như nắm giữ độc quyền các hoạt động ngoại thương. Sang thế kỷ 19, kinh đô được rời từ Thăng Long đến Phú Xuân thì một lượng lớn người Hoa từ phố Hiến rời đi, khiến nơi đây trở nên vắng hơn và mất đi vai trò kinh tế quan trọng của mình. Thêm vào đó, các cuộc nội chiến nổi dậy triền miên cũng khiến nơi đây bị tàn phá, tiềm lực kinh tế của phố Hiến cũng giảm dần và rồi mất hẳn. Các đô thị thương mại ở đằng trong. Tại đằng trong, các chủ Nguyễn đã tích cực thi hành các chính sách như khai hoang ruộng đất, thành lập các làng xã, phát triển công thương nghiệp, đặc biệt là khuyến khích phát triển ngoại thương bằng đường lối mềm dẻo, cởi mở và khôn khéo để nhanh chóng làm giàu cho đằng trong. Nhờ những chính sách của chủ Nguyễn, rất nhiều người Hoa di dân đã tạo dựng được cơ nghiệp một cách vững chắc ở Việt Nam. Điều này đã thu hút thêm những làn sóng di cư mới của người Hoa đến nước ta. Công việc buôn bán phát đạt của họ đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên những trung tâm buôn bán và những đô thị sầm uất tại nhiều khu vực thuộc đằng trong. Một trong số đó là Hội An. Theo đó, Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 16 và phát triển mạnh nhất trong thế kỷ 17 và 18. Khác với phố Hiến, hầu như toàn bộ hoạt động buôn bán ở Hội An đều nằm trong tay các thương nhân nước ngoài, đặc biệt là các thương nhân Trung Quốc và Nhật Bản. Cụ thể, vào cuối thế kỷ 16, nhiều thương nhân Trung Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu tìm đến Hội An để xây cất nhà cửa, xây dựng đình chùa, hội quán. Từ đó, những khu phố của thương nhân người Hoa và thương nhân Nhật Bản bắt đầu ra đời tại vùng đất này. Cũng trong giai đoạn này, các thương nhân phương Tây bắt đầu đổ xô đến Hội An để buôn bán và trao đổi hàng hóa. Tất cả các loại hàng hóa từ khắp nơi ở trong nước, từ nhiều khu vực lãnh thổ và quốc gia khác nhau đều quy tụ về đây. Từ đó, các hoạt động kinh tế và thương mại ở nơi đây càng trở nên nhộn nhịp hơn, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho người Hoa và góp một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội An. Đến đầu thế kỷ 17, do việc thực thi chính sách tỏa quốc Sakoku của nội các Nhật Bản đã làm cho thế lực người Nhật ở ngoại quốc bị suy giảm. Ở Hội An, người Hoa nhân cơ hội này đã chiếm cứ các khu vực cư trú của người Nhật và dần dần chiếm lấy toàn bộ thị trường thương mại của người Nhật trước kia. Như vậy trong thời kỳ này, người Hoa đều nắm và chi phối hầu hết các hoạt động kinh tế thương mại tại Hội An. Cùng với đó là các chủ Nguyễn cũng đã chủ động giao cho người Hoa đảm nhận những trọng trách quan trọng trong việc quản lý tàu thuyền ở thương cảng Hội An, thu thuế, cân đo, định giá hàng hóa, vân vân. Qua đó cho thấy được sự tài tình và khéo léo của các chủ Nguyễn trong việc quản lý nền kinh tế thương mại, nhất là một thương cảng trọng yếu như Hội An. Khoảng giữa thế kỷ 17, làn sóng di dân lớn thứ hai của người Hoa đã đến Hội An, nhưng khác với cuối thế kỷ 16, nguyên nhân chính của làn sóng thứ hai xuất phát từ những sự bất ổn trong nền chính trị ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nửa cuối thế kỷ 18, vùng Quảng Nam là một chiến trường trọng điểm trong cuộc chiến giữa Vương triều Nguyễn do Nguyễn Ánh đứng đầu với nhà Tây Sơn. Bên cạnh đó, quân Tây Sơn và quân Trịnh ở đảng ngoài cũng diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt. Năm 1775, quân Trịnh đã tràn vào tàn phá dữ dội, làm cho thương cảng Hội An ngưng trệ mọi hoạt động, nhà cửa và phố xá đổ nát hoang tàn. Thương cảng Hội An chững lại trên đường phát triển. Đến cuối thế kỷ 19, do cửa sông Cửa Đại ngày càng bị thu hẹp lại và con sông Cổ Cò cũng bị phù sa bồi lấp, khiến cho các thuyền lớn không vào được cảng Hội An. Cùng với một số yếu tố bất lợi như chính sách bế quan tỏa cảng của vua Nguyễn, sự xuất hiện của Đà Nẵng và đầu tư của Pháp vào thương cảng này đã khiến cho Hội An suy thoái dần và đánh mất vị thế của mình. Tại khu vực Hà Tiên, người Hoa đã có mặt và định cư từ khá sớm. Vùng mỏ vịt Hà Tiên là cách gọi không chính thức ứng với hai phủ Vũng Thơm và Cần Bột trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
tồn tại như một phần lãnh thổ Việt Nam trong gần 150 năm, từ năm 1708 đến 1841. Trên thực tế, vùng mỏ vịt Hà Tiên và cả đất Hà Tiên nói chung là một vùng đất rất rộng lớn. Nó bao gồm cả tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau của Việt Nam, tỉnh Campuchia, Sihanoukville và tỉnh Kép của Campuchia ngày nay. Năm 1671, một người Hoa tên là Mạc Kính Cửu, quê ở Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, đã mang cả gia đình, binh sĩ và một số sĩ phu, tổng số khoảng 400 người lên thuyền rời Phúc Kiến và đi về vùng biển phương Nam để tị nạn. Lúc đầu thì Mạc Cửu xin thần phục vương triều U Đông của Campuchia và được phong cho tước vị quan trọng trong vương triều. Nhưng do sự kèn cựa và ghen tị trong nội bộ của U Đông nên Mạc Cửu đã chọn lập nghiệp tại một nơi mà sau này có thể cho ông quyền độc lập. Đó là Hà Tiên, một vùng đất giàu tài nguyên, thích hợp cho khai phá và là điểm giao thoa của các nguồn lực tiềm năng kinh tế và chính trị. Sau khi được vương triều U Đông cử làm quan cai trị các khu vực lãnh thổ dọc theo Vịnh Xiêm thì ông có chủ trương không thu tô thuế, để dân khai thác tự do và chỉ đứng ra thu mua sản phẩm rồi bán lại cho khách buôn. Đồng thời Mạc Cửu cũng mở ra nhiều sòng bài. Điều này đã quy tụ dân cư đến vùng Hà Tiên ngày càng đông, ghe thuyền của các nơi đều ghé mua bán rất tấp nập. Dần dần khu vực này trở thành một vùng rất phồn thịnh với tên gọi là Căn Khẩu Quốc, và cái tên đảo Phú Quốc cũng được ra đời trong thời gian này với ý nghĩa là giàu có. Tuy nhiên sự trù phú cũng khiến cho Căn Khẩu Quốc gặp phải nhiều tai họa. Các tốp hải tặc thường xuyên quấy phá, quân Xiêm La cũng nhiều lần xua binh đến đánh, đồng thời bắt Mạc Cửu và thuộc hạ của ông làm tù binh. Trước sự bất lực của nhà cầm quyền Campuchia trong việc bảo vệ mình, sau khi thoát khỏi tù đầy, Mạc Cửu xin tự đặt mình dưới quyền bảo hộ của nước ta vào năm 1708, lúc này do các chúa Nguyễn nắm quyền. Vào thời điểm này, lãnh thổ Hà Tiên gồm các vùng Long Cai, Cần Vọt, Vũng Thơm, Rạch Giá, Cà Mau và đảo Phú Quốc. Vào năm 1735, sau khi ông mất, chúa Nguyễn đã cử Mạc Thiên Tứ hay Mạc Thiên Tích là con của Mạc Cửu giữ chức quan cai trị. Mạc Thiên Tứ đã đánh bại và giết Hoắc Nhiêu, kẻ cầm đầu giặc cướp, và chiếm lại tất cả các đảo tại vùng biển này. Vào năm 1758, Mạc Thiên Tứ đã dâng hết đất Hà Tiên, bao gồm cả Phú Quốc và các đảo trong khu vực cho chúa Nguyễn, nhưng họ vẫn được chúa Nguyễn giao cho cai quản vùng đất này. Sau khi chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh bại nhà Tây Sơn và lên ngôi hoàng đế, thì con cháu dòng họ Mạc vẫn được trọng dụng để trấn thủ đất Hà Tiên. Có thể thấy, Hà Tiên là vùng đất được khai phá và phát triển mạnh mẽ, trong đó cộng đồng người Hoa hình thành từ khoảng nửa sau thế kỷ 17 có vai trò rất quan trọng. Nó đã biến Hà Tiên trở thành một trung tâm kinh tế và văn hóa nổi bật ở đàng trong thời bấy giờ. Cù Lao Phố. 8 năm sau khi nhóm người Mạc Cửu đến Hà Tiên, nhóm thứ hai về hai đoàn quân do hai danh tướng Trần Phượng Xuyên và Dương Ngạn Địch dẫn dắt đã được chúa Nguyễn cho vào vùng đất phương Nam khai khẩn. Họ đều là những người theo phong trào phản Thanh phục Minh. Trong đó, nhóm Trần Thượng Xuyên vượt qua cửa Cần Giờ vào xứ Biên Hòa và định cư ở Cù Lao Phố, nay thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhóm còn lại theo Dương Ngạn Địch đến định cư trên dòng sông Tiền, nay là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tại Cù Lao Phố, mặc dù nằm cách xa biển, nhưng nó lại là nơi sông sâu và nước chảy bao quanh nên có thể ngược lên phía Bắc khai thác nguồn hàng lâm thổ sản và dễ dàng ra biển lớn ở phía Nam để giao thương. Bấy giờ nơi đây mới chỉ có một ít người Việt đến trước, người Hoa và người Việt cùng nhau khai phá vùng đất này, mở mang đất đai, lập phố chợ, giao thông buôn bán. Dần dần các tàu thuyền người Hoa và người phương Tây đến đây buôn bán ngày càng tấp nập. Thương nghiệp phát triển dẫn đến các nghề thủ công phát triển theo. Chỉ trong một vài thập niên đến đầu thế kỷ 18, những di dân người Hoa đã biến Cù Lao Phố thành một thương cảng xuất nhập khẩu lớn, thu hút thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và các nước phương Tây. Nhưng sự thịnh vượng của Cù Lao Phố chỉ kéo dài đến nửa đầu thế kỷ 18 thì bắt đầu đi xuống vì nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do sự tàn phá của chiến tranh giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Cù Lao Phố từ khi hình thành và phát triển cho đến khi bị tàn phá đã tồn tại được 97 năm, từ năm 1679 đến năm 1776. Chợ Lớn. Sau nhiều biến cố lịch sử, thì ngày nay địa danh Chợ Lớn được dùng để chỉ toàn bộ khu vực quận 5, quận 6 và một phần quận 11 của thành phố Hồ Chí Minh. Quận 5 và quận 6 cũng là khu vực sinh sống chủ yếu của cộng đồng người Hoa tại thành phố này. Tại Chợ Lớn, ngay từ ban đầu, người Hoa đã là một cộng đồng quan trọng của khu vực này. Từ trước năm 1698, khu vực Chợ Lớn mà lúc này người ta thường gọi là Đề Ngạ đã bao gồm nhiều thôn, xã, trong đó có xã Minh Hương. Dân trong xã Minh Hương là những người Hoa đã nhập quốc tịch Việt, đa số làm nghề buôn bán. Nhưng trung tâm thương mại của Nam Bộ lúc này là Cù Lao Phố, chứ không phải Đề Ngạ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi quân Tây Sơn tàn phá Cù Lao Phố vào năm 1776. Điều này đã khiến nhiều người Hoa phải chuyển vào cư trú tại khu vực này để tránh những giao tranh.
Rồi do nhu cầu buôn bán nên người Hoa đã phát triển giao thương đường thủy dọc theo các tuyến sông và kênh rạch theo kiểu trên bến dưới thuyền. Hiện nay thì nó nằm ở khu vực từ đường Tản Đà tới Kim Biên và từ Nguyễn Trãi xuống kênh Tàu Hủ. So với chợ Tân Kiểng của người Việt khi ấy thì chợ của người Hoa lớn hơn nên được người dân gọi là chợ lớn. Sau đó, tên chợ cũng được dùng để chỉ vùng đất mà nó tọa lạc. Nhìn chung, chợ lớn là sự thừa hưởng của trung tâm thương mại Cù Lao Phố Chủ Phú. Các thương nhân người Hoa cũng kế thừa từ việc buôn bán cũ, chỉ là chuyển đổi hình thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện mới. Dần dần chợ lớn trở thành trung tâm thương mại quan trọng của Nam Bộ. Sau nhiều thế kỷ xây dựng và phát triển, người Hoa ở chợ lớn không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan mà còn tạo nên những giá trị đặc sắc về đời sống văn hóa vật chất và tinh thần nơi đây. Chính họ là những chủ thể đã khai khẩn, khởi dựng nên một trung tâm đô thị sầm uất với những cửa hiệu buôn bán tấp nập, những cơ sở sản xuất hàng hóa có thương hiệu uy tín, những ngân hàng, rạp hát, chùa chiền, võ đường, phố thuốc bắc, bệnh viện đông tây y, khách sạn, nhà hàng, phố ẩm thực, vân vân, đậm đà bản sắc truyền thống của người Hoa. Dân số người Hoa tại chợ lớn còn tăng mạnh vào thời Pháp thuộc nhờ chính sách khuyến khích nhập cư lúc bấy giờ của chính phủ bảo hộ. Sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ và bắt tay vào cai trị, thì tình hình cơ cấu và tổ chức của người Hoa ở chợ lớn cũng biến động theo. Năm 1865, Pháp cho thành lập một hội đồng quản hạt tại chợ lớn, gồm 5 người Việt Nam, 15 người Hoa và 5 người Minh Hương. Hội đồng này có nhiệm vụ tiếp đón người Hoa di cư và thu thuế cư trú. Mỗi Hoa Kiều nhập cư vào Việt Nam buộc phải gia nhập một trong 7 bang đã có từ thời nhà Nguyễn. Lúc này, Hội đồng Quản hạt được coi là một đơn vị chính quyền tương đối độc lập với chính quyền trung ương. Nó được phép ban hành những luật lệ riêng và không phải thông qua chính quyền thuộc địa như quản lý kiều dân, giá bán gạo, định mức xuất nhập cảng. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người Hoa thao túng gần như toàn bộ nền kinh tế ở Sài Gòn, chợ lớn cho đến trước khi Việt Nam thống nhất. Trong số 4 đại phú hào cực kỳ nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ thì có 3 người là người Hoa, đó là Quách Đàm, người xây dựng chợ Bình Tây, chú Hỏa, Hứa Bổn Hòa, người từng có 20.000 nhà mặt phố tại Sài Gòn và Trương Văn Bền, chủ thương hiệu xà bông Coba. Và ngày nay, tuy đã có nhiều thay đổi so với trước đây, nhưng nét văn hóa đặc trưng vẫn còn hiện rõ trong từng nếp nhà, từng con người và phong cách sống của người Hoa ở chợ lớn. Chợ lớn vẫn là một trong những trung tâm buôn bán phồn thịnh, không chỉ của người Hoa mà còn cả của người Việt Nam. Đồng thời, nó cũng là một trung tâm kinh tế không thể thiếu của thành phố năng động bậc nhất Đông Nam Á, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề người Hoa trong mối quan hệ Việt-Trung. Từ trước năm 1949, hầu hết người Hoa ở Việt Nam vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã tuyên bố rằng tất cả người Hoa ở nước ngoài đều là công dân Trung Quốc, nên Trung Quốc có quyền ngoài lãnh thổ và quyền can thiệp vào các quốc gia khác để bảo vệ công dân của mình. Đến những năm 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới chính thức thu hồi lời tuyên bố trên. Tại miền Bắc, trong giai đoạn từ năm 1950 đến 1975, theo thỏa thuận của hai chính phủ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì người Hoa cư trú ở miền Bắc Việt Nam phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả hai bên đã thống nhất rằng người Hoa ở Việt Nam do chính quyền Việt Nam quản lý và được hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Việt Nam. Đồng thời, quá trình chuyển dần quốc tịch Trung Quốc sang quốc tịch Việt Nam sẽ kéo dài nhiều năm. Trong thời gian hai miền bị chia cắt, người Hoa ở miền Bắc được hưởng tất cả các quyền của công dân Việt Nam, kể cả quyền bầu cử, nhưng lại không phải chịu nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, trong thập niên 1960, do ảnh hưởng của cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, nên một số người Hoa đã bắt đầu các hoạt động hồng vệ binh của mình. Do đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã gia tăng áp lực trong việc chuyển đổi quốc tịch của người Hoa sang quốc tịch Việt Nam. Nếu không chuyển đổi quốc tịch đúng hạn, thì lực lượng thi hành pháp luật của Việt Nam sẽ dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế tài sản và trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam. Bước sang thập niên 1970, đặc biệt là sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhằm giảm khả năng chính quyền Trung Quốc đại lục lợi dụng người Hoa ở Việt Nam để tiến hành thao túng nền kinh tế, văn hóa, xã hội, thì chính phủ Việt Nam đã bắt đầu giảm các bài học về lịch sử Trung Quốc và tiếng Trung Quốc tại các trường học của con cháu người Hoa ở Việt Nam. Từ vài năm trước đó, tại các thành phố lớn tập trung đông người Hoa ở miền Bắc như Hà Nội hay Hải Phòng, thì các biển hiệu bằng tiếng Trung cũng bắt đầu biến mất và thay bằng tiếng Việt. Còn tại miền Nam, từ năm 1956, chính phủ Ngô Đình Diệm đã đề ra chính sách buộc tất cả người Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam hoặc bị trục xuất. Cùng với đó là chính sách cấm người nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có buôn gạo và bán tạp hóa, những ngành nghề mà người Hoa chiếm ưu thế. Chính phủ Ngô Đình Diệm cũng bắt các trường học của người Hoa trong vùng Sài Gòn chợ lớn phải dùng tiếng Việt trong giảng dạy và bổ nhiệm hiệu trưởng người Việt. Trước những chính sách này, người Hoa đã xuống đường gây bạo động và phản đối, nên kinh tế của miền Nam cũng vì thế mà chao đảo theo.
hàng hóa và nông sản ứ đọng, tình trạng thất nghiệp liên miên. Để xoa dịu tình hình cũng như thấy được sự ảnh hưởng không thể thay thế của người Hoa trong nền kinh tế, chính phủ Ngô Đình Diệm đã có phần nhượng bộ trong một số vấn đề, và 15 năm tiếp theo, cộng đồng người Hoa ít khi bị động tới. Họ tự quản về nhiều mặt, các khu người Hoa giống như các vùng tự trị bên trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vấn đề người Hoa ở miền Nam sau giải phóng ngày càng trầm trọng khi họ treo quốc kỳ Trung Quốc và ảnh Mao Trạch Đông tại chợ lớn nhằm phản đối việc chuyển đổi sang quốc tịch Việt Nam. Việc này được chính phủ Việt Nam xem là một thử thách lớn đối với chủ quyền quốc gia hơn là một vấn đề nội bộ đơn giản. Năm 1977, lạm phát 80% cùng với vấn đề tiếp diễn của sự thiếu thốn và vấn nạn đầu cơ lương thực là người Hoa ở chợ lớn tổ chức biểu tình đòi giữ quốc tịch Trung Quốc, kèm theo đó là sự ngừng trệ nghiêm trọng của các vùng kinh tế phía Tây Nam do các xung đột tại biên giới với Campuchia. Những điều này làm cho chính phủ Việt Nam lo lắng về nguy cơ đất nước bị rối loạn cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Để chấm dứt tình trạng này, chính phủ Việt Nam đã đưa ra biện pháp cứng rắn là quốc hữu hóa tài sản của người Hoa. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 1978, khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa Kiều đã bị quốc hữu hóa. Vị thế kinh tế của đa số tư sản Hoa Kiều bị hủy bỏ, nhà nước thắt chặt kiểm soát nền kinh tế. Về phía Trung Quốc, họ coi sự việc này là một sự thách thức đối với chính sách bảo vệ Hoa Kiều của họ. Cùng với đó là một phong trào lấy quốc tịch Trung Quốc trong người Hoa ở Việt Nam đã nổi lên. Chính phủ Trung Quốc sau đó đã đưa ra chính sách đoàn kết với giai cấp tư sản Hoa Kiều và kêu gọi chống lại chính sách của Việt Nam, đồng thời lan truyền về một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa Việt Nam và Trung Quốc, khiến cộng đồng người Hoa hoảng hốt. Và kết quả là trong năm 1978, các dòng người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Trung Quốc, tạo ra nạn thuyền nhân với nhiều câu chuyện thương tâm. Đến tháng 2 năm 1979, có khoảng 160.000 Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển và đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị. Để thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, Trung Quốc gọi tình trạng này là nạn Kiều, nhưng thực chất đây là kết quả của việc nước này đã dụ dỗ, đe dọa và cưỡng ép hàng nghìn Hoa Kiều đang sinh sống yên ổn ở Việt Nam về nước. Tiếp đó, Trung Quốc còn trắng trợn vu cáo Việt Nam ngược đãi, khủng bố và xua đuổi Hoa Kiều, gây ra tình hình hết sức căng thẳng. Tới ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc ra quy định về việc quản lý biên giới và đột ngột chặn các cửa khẩu không cho người Hoa từ Việt Nam về Trung Quốc. Việc này đã gây nên cảnh hàng ngàn người Hoa bị dồn đọng ở các cửa khẩu. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng xấu đi sau cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 cũng làm tăng thêm số người Hoa rời khỏi Việt Nam. Đến năm 1989, ước tính số người gốc Hoa tại Việt Nam đã giảm từ 1,8 triệu trong năm 1975 xuống còn 900.000 người. Nhìn chung là trước năm 1975, người Hoa ở Việt Nam bị tách thành hai cộng đồng và có sự khác biệt lớn về quy mô, quyền lực kinh tế, tính đa dạng văn hóa, ngôn ngữ và nghề nghiệp, xu hướng chính trị và mối quan hệ với chính quyền sở tại cũng như với Trung Quốc. Người Hoa hiện diện ở miền Bắc Việt Nam từ thời cổ đại, nhưng đến năm 1975, chỉ có khoảng 300.000 người Việt gốc Hoa sống ở miền Bắc và họ chủ yếu sinh sống ở những khu vực nông thôn thuộc các tỉnh biên giới giáp danh với Trung Quốc, cũng như không đóng vai trò đặc biệt trong nền kinh tế nhà nước. Trong khi người Hoa ở miền Nam hiện diện muộn hơn, nhưng tới khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1975, thì hầu hết họ đều đang sinh sống ở các thành phố lớn và có tới hơn 1,5 triệu Hoa Kiều sinh sống ở khu vực chợ lớn. Họ kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng, đặc biệt là sản xuất, phân phối và tín dụng. Đến cuối năm 1974, người Hoa kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện, v.v. và gần như độc quyền thương mại, 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu. Quá trình hòa nhập vào văn hóa Việt Nam. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thực thi chính sách đổi mới vào năm 1986, chính phủ Việt Nam đã chủ động ngỏ lời muốn hòa giải chính trị và bình thường hóa mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Từ cuối những năm 1980, trước những biến đổi mới của tình hình quốc tế và tình hình mỗi nước, hai nước đã bắt đầu tiến trình đưa quan hệ trở lại quỹ đạo bình thường hóa. Đi kèm theo đó, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ và đảm bảo văn hóa của người Hoa tại Việt Nam được giữ gìn. Và người Hoa hiện nay đã là một trong số 54 dân tộc anh em của nước ta. Nhiều người Hoa còn có những hoạt động đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước trong các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa giải trí và thể thao của nước nhà. Khác với phần đông người Hoa ở các nước Đông Nam Á, người Hoa tại Việt Nam đã chọn cuộc sống mở cửa với xã hội sở tại thay vì thu hẹp trong cộng đồng của mình. Tiếp thu về mặt cư trú, ngôn ngữ, giáo dục đã góp phần làm văn hóa của người Hoa ở Việt Nam có những nét đặc trưng riêng biệt. Do đó, người Hoa ở Việt Nam, đặc biệt là chợ lớn, đã được xem là một cộng đồng đặc hữu và không có sự phân biệt hay trả thù nào từ người Việt. Người Hoa cũng tự tách mình ra khỏi những tranh chấp và phủ nhận sự ảnh hưởng của Trung Quốc đại lục, đồng thời tự xem mình là người Việt Nam
và mang gốc gác văn hóa thuộc dân tộc Hoa, chứ không phải Hoa Kiều sinh sống trên đất nước Việt Nam. Về ngôn ngữ, đa phần người Hoa thế hệ sau này ở Việt Nam đã có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Việt một cách khá hoàn chỉnh và trôi chảy, nhờ những nỗ lực của chính quyền trong việc quảng bá và cập nhật tiếng Việt đối với cộng đồng người Hoa, và đây là điều rất khó tìm thấy ở các thế hệ người Hoa trước đây. Việc sử dụng tiếng Việt không làm mất hẳn tiếng Hoa trong các thế hệ trẻ người Hoa. Nhiều người trong số họ vẫn sử dụng và thực hành tiếng Hoa tại gia đình hoặc trong các giao tiếp trong cộng đồng người Hoa. Về văn hóa, có thể nói, người Hoa và người Việt có rất nhiều điểm tương đồng trong tập quán, tín ngưỡng, các quy chuẩn khuôn khổ đạo đức và trong nhân sinh quan xã hội nói chung. Do đó, người Hoa hòa nhập rất dễ dàng vào xã hội người Việt. Điều này là rất khác nếu so với cộng đồng người Hoa ở những đất nước như Malaysia, Indonesia hoặc Thái Lan, vốn có một nền văn hóa và tư tưởng khác hoàn toàn với văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên, chính vì có nhiều điểm tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và Trung Hoa mà có sự nhầm lẫn rằng người Hoa tại Việt Nam đang dần bị đồng hóa với người Việt và đánh mất bản sắc. Thực tế thì ngoài những điểm rất tương đồng trong văn hóa và tư tưởng, người Hoa vẫn có những bản sắc riêng mà có thể khác biệt đôi chút với người Việt. Các thánh nhân như Quan Công, Bao Công, Bổn Đầu Công, Bà Thiên Hậu, Quan Âm Bồ Tát cùng các nhân thần như Ngọc Hoàng, Thổ Công, Táo Quân, Thần Tài, Phật Di Lặc đều được họ truyền tụng tôn thờ một cách thiêng liêng tại gia và tại các công trình kiến trúc tâm linh như chùa, miếu và các dịp Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Thanh Minh, Hàn Thực, Đoan Ngọ, Thượng Nguyên, v.v. Chính đời sống văn hóa tâm linh mang đậm nét truyền thống Trung Hoa đã tạo cho cuộc sống của cộng đồng người Hoa vừa hòa nhập với các dân tộc địa phương, vừa giữ được bản sắc văn hóa riêng. Về ẩm thực, nếu bạn muốn khám phá một nơi có những hàng quán chuyên bán những món ăn hấp dẫn của ẩm thực Trung Hoa thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một địa điểm lý tưởng. Nói về văn hóa ẩm thực, từ lâu người Sài Gòn đã có câu ăn quận 5, nằm quận 3, với ý nghĩa xem vùng chợ lớn là một thiên đường ẩm thực của người Hoa, với hàng chục món ăn ngon mang đậm hương vị Trung Hoa truyền thống như là há cảo, sủi cảo, bánh bao, hủ tiếu sa tế, mì vịt tiềm, gà ác tiềm thuốc bắc, cơm chiên Dương Châu, cháo tiểu, heo quay, vịt quay, phá lấu, mì kéo sợi, chè trôi nước, v.v. Nhìn chung, ẩm thực của người Hoa ở Việt Nam phần nào đã thể hiện sâu sắc nhiều đặc trưng nổi bật của nền ẩm thực Trung Hoa, không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống của một lượng đông đảo thực khách người Hoa mà còn cả người Việt và du khách quốc tế. Vừa rồi là những thông tin về nguồn gốc cũng như văn hóa của người Hoa ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.